Cùng với tỉnh Bình Dương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Bầu Bàng nỗ lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng một cách chu đáo, kịp thời. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, huyện Bầu Bàng tổ chức các hoạt động thăm tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở các xã thị trấn trên địa bàn. Ngoài thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện còn phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với đất nước. Từ đó đã được nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả. Huyện cũng có những cái phần quà tri ân, rồi những cái tình cảm hết sức là trân trọng gửi đến động viên các gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, vơi đi nỗi đau, vươn lên cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện trên địa bàn huyện Bầu Bàng có 1.301 đối tượng chính sách, trong đó có 391 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng và 910 đối tượng được hưởng trợ cấp một lần. Hàng năm, huyện đã chi hơn 25 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương, trợ cấp ưu đãi cho người có công. Ngoài ra, dịp lễ Tết, huyện còn vận động các cá nhân, đơn vị trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, người có công. Đón nhận những món quà ý nghĩa cùng với những lời động viên từ các cấp ngành, địa phương, các gia đình chính sách đều vui mừng và cho rằng món quà đã vượt lên trên giá trị vật chất, thể hiện giá trị nhân văn cao cả về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Cảm ơn đoàn đã quan tâm đến thăm gia đình và có những phần quà động viên tinh thần. Với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, huyện Bầu Bàng đã và đang thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các thương bệnh binh, các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn, góp phần xây dựng Bầu Bàng ngày càng phát triển.